Giới thiệu với các bạn cả mai cúc rin bonsai. Thì coi có mấy quá trình coi luôn. Coi nó vót lên tới đỉnh ngọn, cực kỳ đẹp, coi thành phẩm. Tối hôm qua giờ mưa nó làm rớt mấy cánh. Cái giống này là giống cúc nữ hoàng cánh sen nha nè. Hoa nó nhỏ mà nó đơm. Nhỏ mà đơm rất là duyên. Cuốn hoa ngắn rất lực. Cuốn hoa ngắn à. Đơm cánh. Hoa mà cánh đơm nó dâm lên là đẹp. Cánh mà cánh bẹt là nhìn này, xấu cánh. Thì cái này cái dìa, cái cùi tay ngắn. Dâm tay rồi, xương dâm đông đặc. Cái đồ là dìa này. Đọt đỏ như này. Cột thân rất là vót. Này, củ đớ xù khủng nữa này. Rất lớn nha. Cực kỳ lớn. Cuồng ếch đẹp. Dùng mai dáng xưa. Xưa người ta làm cuồng ếch đẹp. Cây ghép mình được có một cái phôi đó mình ghép vô mà đạt được cái độ tay dầm này nó không khó rồi, khó kiếm lắm. Đây cái rin nha, rin giữ phôm, giữ phôm lùng ngay từ đầu, coi mười mấy 20 năm rồi, nó chậu miên mà đỡ rỡ tu tủa đều xung quanh hết. Thuộc thân đi lên là thấp nên nhìn cái cây nó lung lực, giữ được form dáng tia tròn như hình chụp nón luôn. Rồi anh em nào có thích cái này thiện chí giao lưu liên hệ. Số điện thoại là 0849020790 nha. Đỡ rất đồ sộ bên dưới này. Cây cực kỳ già. Không, có ếch không? Rất đẹp. Rồi thiện chí giao lưu liên hệ nha anh em. Rồi xin chào.